Nga nói Ukraine dàn dựng vụ thảm sát để gây bão truyền thông. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine dàn dựng nhiều vụ sát hại dân thường ở một số thị trấn và làng mạc nhằm gây xôn xao truyền thông phương Tây để cáo buộc Moscow về tội ác chiến tranh. Moscow khẳng định rằng Kiev đã sử dụng chiến thuật tương tự để đổ lỗi cho các lực lượng Nga về những hành động tàn bạo ở thị trấn Bucha hồi tuần trước. Các binh sĩ thuộc Trung tâm Thông tin và Hoạt động Tâm lý 72 của quân đội Ukraine đã dàn dựng đoạn phim về những thường dân được cho là bị giết hại bởi lực lượng Nga để phát tán trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Theo thông tin đã được xác nhận thì việc quay phim diễn ra tại làng Mochul, cách thủ đô Kiev khoảng 23 km về phía Tây Bắc vào ngày 4 tháng 4. Các hành động tương tự đã được phía Ukraine thực hiện ở các thành phố Sumy, Konotop và một số nơi khác. Ukraine hôm 2 tháng 4 đã công bố đoạn video với nhiều xác chết nằm trên đường phố của thị trấn ngoại ô Bucha, phía Tây Bắc Kiev, và nói rằng các nạn nhân bị quân đội Nga hành quyết. Moscow bác bỏ đồng thời cáo buộc đó là hành động khiêu khích và nước cờ sai của Ukraine. Nga đã chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn trong vụ việc, bao gồm thực tế video xuất hiện vài ngày sau khi họ đã rút khỏi Bucha và giới chức Ukraine cũng không đề cập đến bất kỳ vụ giết người nào khi tuyên bố giải phóng Bucha. Giới chức Nga cũng khẳng định không nhắm vào dân thường kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, bất chấp những lập luận của Nga và nỗ lực của Moscow trong việc triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phương Tây đã ngay lập tức chỉ ra người chịu trách nhiệm cho vụ Bucha. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu xét xử tội ác chiến tranh đối với người đồng cấp Nga và EU cam kết sẽ cử chuyên gia đến hỗ trợ chính quyền Ukraine thu thập bằng chứng. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 41. Và dù đôi bên đã có nhiều cuộc đàm phán hòa bình, nhưng xem ra thì căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe